Rồi, Tài xin chào mọi người. Tối nay Tài sẽ hướng dẫn đánh một điệu van nha mọi người. Điệu van đơn giản nha mọi người. Đây là một điệu van căn bản mà các bạn ban đầu cần phải học nha. Và sau đây Tài xin hướng dẫn mọi người đánh điệu van nha. Điệu van này chúng ta có thể áp dụng trong những bài, ví dụ như là bài bây giờ mình cũng không nhớ cái bài đó tên gì để mình nói nữa. Ví dụ như bài gì bà sẽ là cánh chim cho con đi thật xa đó, bài đó chúng ta có thể đánh được điệu van nha mọi người. Và sau đây Tài xin hướng dẫn mọi người đánh điệu van. Đây là một điệu van khi chúng ta học thành và hoàn hảo nha, Tài sẽ hướng dẫn mọi người từ từ. Bây giờ Tài sẽ quýnh chậm lại, chậm từng phách từng nhịp để cho mọi người cùng dễ nắm rõ bài học nha. Bài học này là sẽ gồm là chân kích và snare, hi-hat. Trước tiên chúng ta muốn đánh được điệu van thì chúng ta sẽ đạp chân bass trước nha mọi người. Đạp xuống kích bập trước nha. Hai tay này chúng ta quấn vô đều nhau nha mọi người. Bùm chát chát, bùm chát chát nha mọi người. Bùm chát chát, bùm chát chát, bùm chát chát. Rồi mọi người nắm rõ chưa? Rồi bây giờ ta sẽ quấn lại nè. Kích bass, snare, hi-hat, hi-hat, snare đều nha mọi người. Snare, hi-hat, chát. Điệu van nha mọi người. Chúng ta sẽ đạp bùm bùm chát chát, bùm chát chát, kích bass chát chát, kích bass chát chát, kích bass chát chát, kích bass chát chát cho mọi người. Rồi mọi người nắm rõ chưa? Bây giờ mình sẽ tập trung vô đánh điệu hoàn hảo cho mọi người cùng xem nha. Tại mình sẽ đánh nhanh luôn nha mọi người. Tài sẽ đánh nhanh luôn nha. Điệu van là bước đầu tiên chúng ta sẽ đặt kích bass trước và snare, hi-hat. Chúng ta sẽ đánh điều xuống hai nhịp nha mọi người. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2. Điệu van nó đơn giản như vậy thôi nha mọi người. Rồi sau này chúng ta sẽ học câu báo sau mọi người ha. Câu báo gọi là câu bờ reo nha mọi người. Bờ reo sau này chúng ta sẽ học sau, còn không thì mọi người cứ tự gọi là mình chỉ như vậy thì mọi người cứ tự nghĩ ra cái câu báo dành cho mỗi điệu nha. Còn trước mắt là Tài chỉ hướng dẫn mọi người đánh điệu trống, những điệu trống đánh căn bản nhất nha mọi người. Và mình sẽ đánh lại và mình sẽ hướng dẫn lại cái điệu van nha. Tay trái là tay snare. Sau này chúng ta thành thạo rồi chúng ta sẽ giữ tay này đều. Chúng ta sẽ giữ đều như vậy nha mọi người. Chát chát chát. điệu hoàn hảo nha mọi người. Và đây là câu báo của điệu ba. Trung mới rồi chúng ta sẽ câu báo của nó rất là đơn giản mọi người ha. Rồi sau này chúng ta sẽ học câu báo sau nha mọi người. Đó, nó chỉ đơn giản như vậy thôi ha mọi người ha. Rồi xin chúc mọi người có một buổi tối, có những buổi học trống thật là vui vẻ và hạnh phúc. Và hy vọng các bạn sẽ học xong được điệu van và chúng ta sẽ có những điệu tiếp theo trong những clip tiếp theo ha mọi người ha. Mọi người đã học xong được một điệu thì mọi người xin mọi người hãy để lại bình luận bên phía dưới clip tặng cho mình nha. Và để cho mình có những động lực làm ra những clip tiếp theo và hướng dẫn mọi người với những điệu trống mới lạ hơn nữa ha. Bye bye mọi người, xin chào và hẹn gặp lại. Chúc mọi người học thành công.